Thưa quý thầy cô, quý vị và các bạn, vừa rồi thì chúng ta đã cùng lắng nghe sự chia sẻ đến từ đơn vị nhà tài trợ. Và ngay bây giờ chắc hẳn quý vị đang nóng lòng để lắng nghe kết quả của cuộc thi. Bây giờ thì chúng ta sẽ đến với những hạng mục trao giải của cuộc thi năm nay. Nội dung đầu tiên được trao giải tại cuộc thi phim ngắn năm nay chính là giải Triển Vọng. Đây là một giải thưởng khá đặc biệt khi ban tổ chức quyết định thêm hạng mục này để tạo động lực cho các bạn sinh viên làm phim. Chúng ta cùng gặp gỡ một khách mời đầu tiên của chương trình hôm nay để nhận kết quả cho giải Triển Vọng nhé. Ba, ba có con bồ câu gửi thư cho ba nè. Con bồ câu gửi thư cho ba. Ai đây? Ban tổ chức cuộc thi phim ngắn. Trời, không gửi mail mà nhờ bồ câu gửi thư luôn. À con nói mẹ cho ba mượn cây viết á, để ba viết thư trả lời ban tổ chức nha. Mẹ bận rồi ba ơi. Bận gì? Mẹ làm thịt bồ câu rồi. Mẹ làm thịt con bồ câu rồi. Được rồi, cảm ơn con nha. Dạ. Cảm ơn. Này của ba. Con đi. À, đi ăn thịt bồ câu đi. Đi. Xin lỗi ban tổ chức nha. Bà xã của tưởng đã lỡ mần thịt con bồ câu của ban tổ chức rồi. Ủa mà ban tổ chức gửi thư gì đây ta? Công bố giải thưởng. Để coi nhóm nào đoạt giải nha. Xin chúc mừng nhóm Low K đến từ trường Đại học Tôn Đức Thắng với bộ phim Thế Giới Song Song. Và nhóm Harley đến từ trường Đại học Sân Khấu Điện Ảnh với bộ phim Diệp Quanh Nhà đạt đồng giải thưởng Triển Vọng trong cuộc thi phim ngắn sinh viên năm nay. Một lần nữa xin chúc mừng các bạn. Tưởng xin chúc các bạn luôn cháy bỏng ngọn lửa đam mê và thành công trong lĩnh vực mà mình đã lựa chọn. Xin chân thành cảm ơn. Xin chào các bạn. Chị Ly ơi. Trời.